sử dụng chứ còn bảo như lễ tân sử dụng trong trường hợp này là đã quay đây cho bác quay. Đây mọi người, hôm nay mấy chú cháu con mình lại xem đá bóng đi. Đây hôm nay chỉ có ăn đạm bạc cái này thôi mọi người. Đây chú bị lộn này. Đây châu gác bếp này. Đấy với lại một ít nem chua. Đây nay là ông con mình là tổ chức xem bóng đá và cổ vũ hết mình cho đội nhà đấy, cũng chưa làm này. Đấy người đấy nhỉ. Trận này Việt Nam mình mà thắng thì là liên hoan to ấy. Làm anh ơi. Đấy mọi người. 1-0 cho Việt Nam. Trời ơi hay quá. Tuyệt vời luôn. Này, đúng rồi. Người rồi. Ui rồi, ui này, đúng kẹo trái. Ui rồi, chết hẳn. Chết hẳn. Bông nháy. Hồi nào mấy con mình lại lên cái nhỉ. Nhanh cận cương, ôi. Nhanh. Mừng chiến thắng, mừng chiến thắng. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch nhá. Mấy chú là một bà vua. Tất cả ấy. Quá tuyệt vời nhỉ. Chúng ta bếp đây cháu con anh quay một chiếc xe bóng đá này mọi người nhìn đấy cả bạn này thôi chỉ có vài gan chua này thì châu gác bếp này chứ biết đâu đấy hôm nay tổ chức bữa nay thì kiểu gì Việt Nam mình cũng sẽ là vô địch rồi làm mấy con này lại lên cái này. Mọi người cùng cổ vũ Việt Nam với anh em mình với ông con mình nhá. Có thể nói là hàng đầu châu Á. Mong này Việt Nam đá hay đấy. Mà gặp tập đoàn Việt Nam hôm nay cũng quân. Nhưng mà vẫn thiếu thằng đoàn lậu thôi. Có mấy thằng ngoài, mấy thằng này. Sẽ là những áp lực rất lớn trong những phút tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Sao đâu, cứ là sao thắng thôi được. Trong những vừa qua thì nó lại nhìn được mối gì. Được phải. Có thể được khả năng hỗ trợ cho mọi người rất tốt rồi. Chúng ta đều xem lại tình huống mà các cầu thủ của chủ nhà và công viên của Lạc Sốt đã hò hét rất to vì cho rằng bóng đá chặn tay của một cầu thủ về phía đội tuyển Việt Nam chúng ta. Nhìn trọng tài cũng cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Không để ý đâu, Việt Nam sẽ là vô địch rồi, không cần sợ đâu. Châu có bếp mọi người. Đây là lần thứ hai mình ăn cái món từ châu có bếp này. Chú đặt mãi thì xưa nha. Cái này thì xem trận đá bóng này. Quá hay nhỉ. Khi bài từ sớm này có khả năng là ngon. Hôm nay Việt Nam chắc chắn là sẽ thắng các bạn ạ. Mình tin là Việt Nam nhé. Chủ yếu của vũ Việt Nam phải thắng. Việt Nam sẽ vô địch. Cứ làm sao, vào được vào trong mà đá vào chung kết World Cup là ok rồi. Chỗ có bếp ngon đấy nè. Không phải công nghiệp đồ gì nhé. Nó mạnh lắm. Nó bảo nó chủ yếu nó có mặt ở vòng chung kết World Cup
mới cay nhỉ, đủ được cả bát xứ. Đây là cho em biết từ bài. Đây mọi người. Món quà mình hôm nay tổ chức sao bóng thì chỉ có thế này quá. Trứng vịt à, trứng vịt lộn. Em chua, cứ không ăn em chua. Tuyệt vời luôn này, hai cái. Hai cái rồi. Chú Dũng đợt đấy, chú vừa xem lúc vừa trang chủ của anh này. Mọi người cùng xem mà đá bóng là cũng là ông cùng với này ông qua được nhá. Đây mọi người ạ. Đây, đây còn phải bồi thêm đây. Chúc mừng Việt Nam. Đấy, đây, lại mấy. Mấy. Mấy đây mấy ông con mình kia mà xong cái hiệp 1 rồi bây giờ tiếp tục sang hiệp 2 là bồi thêm mà mỗi ông con một cái bát này nữa thì nó mới cổ vũ thì nó mới nó mới hăng say được mọi người ạ. Ok luôn. Làm đấy mọi người thấy không, cái không khí của bóng đá bây giờ hiện tại bây giờ nó là một giờ 57 phút đấy mọi người nhìn thấy không? Mà đang trong cái không khí gọi là chiến thắng đấy, thế nên mình phải cổ vũ về hết mình luôn đấy mọi người thấy chưa. Đấy, là một mỗi ông con là một bát này nữa là ấm vào đến sáng cổ vũ đến ngày kia cũng được luôn. Anh đây ông đâu vậy? Đây một người mấy ông con mình cổ vũ ông đá bằng một cái tô mì này nữa đây. Mọi người cùng cổ vũ ông đá và ăn mì tôm với mấy ông con mình nhé. Vì cũng rất hào hảo. Dô luôn. Năm lon nữa rồi giải rồi. Năm lon nữa. Chúc. Năm lon nữa. Ô đây. Chúc mừng. 2 3. Go. 2 3. Go. 2 3. Uống. Chúc mừng bàn thắng của Việt Nam. Phải nói là cái không khí thật sự là rất là vui mọi người. Khi mà cổ vũ đội tuyển quốc gia mà trước một cái đối thủ quá mạnh mà mình lại có bàn thắng thì phải nói là tuyệt vời luôn đấy.